Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2016, cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, tiến hành khám xét đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Từ đó đến nay, các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí với Việt Nam liên tục lên tiếng binh vực người này, rồi đưa ra những đòi hỏi phi lý. Chương trình hôm nay xin giới thiệu bài Vì sao Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị khởi tố và xét xử của tác giả Tuấn Hưng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam phục vụ điều tra về hành vi tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điều 88 Bộ luật hình sự. Các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam cùng một số cơ quan truyền thông nước ngoài đã liên tục lên tiếng vu cáo nhà nước Việt Nam đàn áp người bất đồng chính kiến. Từ sự kiện này, họ đòi hỏi phải cải tổ pháp luật hình sự, loại bỏ các điều luật xử lý tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia vì theo họ được định danh một cách mơ hồ. Thậm chí họ còn cho rằng việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng nhận được giải thưởng về nhân quyền chứng tỏ quốc tế đã ghi nhận và vinh danh cho nên việc bắt và xử lý Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là đàn áp người đấu tranh nhân quyền. Nhưng sự thật không như vậy, bởi các năm gần đây, dù chính quyền nhắc nhở cảnh cáo nhiều lần, nhưng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn không đi theo con đường đúng đắn, mà ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi với các hoạt động chống phá có hệ thống, bất chấp luật pháp. Theo kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan An ninh Điều tra, năm 2010, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lập tài khoản Facebook Mẹ Nấm, sử dụng số điện thoại cá nhân để xác nhận tài khoản Facebook và là người duy nhất quản lý sử dụng Facebook này. Sau khi trưng cầu giám định và đánh giá nội dung, kết quả cho thấy gần 1.200 trang tài liệu trên Facebook mẹ nấm là do Nguyễn Ngọc Như Quỳnh soạn thảo, đăng tải, chia sẻ và nhiều bài viết trong đó có nội dung sai sự thật, đả kích, nói xấu đảng và nhà nước Việt Nam, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, qua đó tác động làm ảnh hưởng tới lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, nhà nước. Trong thời gian dài, nhiều bài viết và chia sẻ trên Facebook của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gây bức xúc dư luận, mà một trong số đó là tài liệu có tiêu đề tiếng Anh tạm dịch là "Phải chấm dứt việc cảnh sát giết dân thường". Trong tài liệu này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thu thập từ internet 31 trường hợp người dân bị chết trong và sau khi làm việc với cơ quan công an, rồi biên tập, đặt tên với ý đồ lên án tình trạng sử dụng bạo lực giết dân thường của lực lượng công an. Thực tế hoàn toàn khác trong 31 trường hợp Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dẫn ra thì 10 trường hợp chết do công an gây ra. Các sự vụ này đều đã bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. 21 trường hợp được xác định chết do bệnh lý, do tự tử, nhiều trường hợp đã thông báo kết quả giám định pháp y. Việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đưa 21 trường hợp nạn nhân qua đời không phải do công an vào tập tài liệu, chứng tỏ có dấu hiệu vu cáo, thổi phồng, xuyên tạc tình trạng thể hiện rõ chủ đích thù địch với ngành công an. Bôi nhọ ngành này khiến người đọc hiểu sai bản chất vấn đề, xâm hại đến mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng công an. Được biết, quá trình điều tra xử lý vụ việc này, Công an tỉnh Khánh Hòa còn thu giữ được thống kê quyết toán những khoản chi phí biên tập, dịch, phát hành tài liệu, cũng như tổ chức buổi cà phê nhân quyền về vấn nạn công an giết dân, được ghi nhận quyết toán bằng đô la Mỹ. Sau buổi cà phê nhân quyền, thân nhân của một người chết trong quá trình làm việc với công an đã lên tiếng tố cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và đồng bọn lừa dối họ, không thực hiện đúng cam kết hỗ trợ tài chính, có ý đồ xấu, trục lợi. Với tư cách là người sáng lập, điều hành mạng lưới blogger Việt Nam, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng 162 cá nhân, 27 hội nhóm đứng tên khởi xướng, kêu gọi người dân trong nước và ngoài nước tham gia chiến dịch tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền 2015 với mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Đất nước đối diện nguy cơ hiểm nghèo, bị đe dọa sự tổn vong, biến Việt Nam thành vùng tự trị của nước ngoài, người dân không có tự do nhân quyền, đất nước không có dân chủ. Chiến dịch được Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và đồng bọn phối hợp một số người trong nước và ngoài nước tiến hành có quy mô bài bản như ký tên thỉnh nguyện thư gửi các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án Việt Nam, vận động nước ngoài can thiệp, tổ chức xuống đường kết hợp các hình thức tuyệt thực, thắp nến, tọa kháng, đi bộ đòi trả tự do cho số tù nhân chính trị, lập phái đoàn tiếp xúc với các đại sứ tại Việt Nam, văn phòng hội đồng nhân quyền liên hợp quốc ở nước ngoài, dân biểu, nghị sĩ tại các quốc gia có người Việt đang định cư. Những kẻ khởi xướng chiến dịch cho rằng thời cơ đã chín muồi, chiến dịch sẽ là tiền đề để thay đổi đất nước. Bản thân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã trả lời phỏng vấn của SBTN, cơ quan truyền thông chống cộng ở nước ngoài có quan hệ chặt chẽ với tổ chức khủng bố Việt Tân và một số đài báo ở nước ngoài khác để giới thiệu về các bước tổ chức chiến dịch, dự báo diễn biến, mời gọi hưởng ứng. Trên Facebook của mình, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thường xuyên lợi dụng các sự kiện chính trị xã hội được dư luận quan tâm để xuyên tạc, chống phá đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, gán mọi vấn nạn xã hội hoặc hạn chế, sai phạm bị điều tra xử lý cho bản chất chế độ, đòi hỏi phải thay đổi chế độ chính trị mới giải quyết được vấn đề. Cùng với đó là các bài viết, bài thơ do Nguyễn Ngọc Như Quỳnh công bố nhân các sự kiện lớn của đất nước mà nổi lên là dịp 30 tháng 4 hàng năm. Về ngày đất nước thống nhất, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh luôn dùng thứ ngôn từ châm biếm, hàn học, ác ý nhằm phủ nhận ý nghĩa lịch sử vĩ đại của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Không chỉ triệt để khai thác mọi cơ hội nhằm tuyên truyền chống nhà nước, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn biến Facebook cá nhân thành nơi phát tán hàng trăm bài viết, video clip của các trang tin thù địch kèm theo có các bình phẩm của nguyễn ngọc như quỳnh thể hiện sự hưởng ứng để thu hút người đọc người xem phải khẳng định rằng việc nguyễn ngọc như quỳnh phát tán những bài viết trên các trang tin thù địch là có chủ đích bởi các bài viết này rất tương ứng với luận điệu có nội dung những bài viết do chính nguyễn ngọc như quỳnh thực hiện như xuyên tạc lịch sử bôi nhọ lãnh tụ lãnh đạo đảng nhà nước việt nam bịa đặt để tung tin về hiểm họa mất nước bịa đặt và dựng đứng điều mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng đồng bọn Lu loa, thanh trừng, đấu đá trong nội bộ đảng. Vu cáo, phỉ báng, xúc phạm bộ máy chính quyền bằng đủ loại ngôn từ cực đoan, vô văn hóa. Trước Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cơ quan công an từng bắt quả tang, tòa án nhân dân đã xét xử tuyên phạt án tù một số cộng tác viên của các trang tin này về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như Nguyễn Đình Ngọc, kẻ nấp dưới bút danh là Nguyễn Ngọc Già, để soạn thảo nhiều bài viết có tính chất chống phá, thu thập và nhào nặn bóp méo thông tin nhằm vu khống xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước. Trên internet hiện còn lưu giữ thông tin của một số nhà đấu tranh dân chủ từng tố cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là cánh tay đắc lực của Vũ Đông Hà, cựu thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân và là kẻ điều hành trang dân làm báo. Không chỉ cố tình biến Facebook cá nhân thành địa chỉ tuyên truyền chống phá Đảng và nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn thường xuyên trả lời phỏng vấn một số đài báo nước ngoài với nội dung chủ yếu là xuyên tạc tình hình trong nước trên các lĩnh vực từ lịch sử, kinh tế, chính trị, quốc phòng, ngoại giao, pháp luật đến dân chủ nhân quyền, đồng thời kích động người dân chống đảng và nhà nước. Ngày 15 tháng 5 năm 2016, khi trả lời phỏng vấn của Lê Quốc Tuấn trên SBTN, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kêu gọi người dân thực hiện bất tuân dân sự với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, với lập luận điên rồ và kỳ quái, ngày 22 tháng 5 là cơ hội tốt để cho tất cả các công dân Việt Nam nếu quan tâm đến việc minh bạch thông tin hãy thể hiện sự bất tuân dân sự của mình. Và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã vạch ra kế hoạch với hướng dẫn cụ thể có nội dung là kêu gọi lợi dụng ngày bầu cử để xuống đường phản đối, tẩy chay. Trước khi bị bắt năm 2016 và bị khởi tố về hành vi tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng bị cơ quan công an tạm giữ vì có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Cụ thể là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhận tiền từ nước ngoài để phát tán một số chiếc áo gắn logo phục vụ các cuộc biểu tình trái pháp luật. Do có thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và cam kết không tái phạm, cho nên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không bị xử lý. Vừa được trả tự do sau 9 ngày tạm giữ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyên bố đóng block, chấm dứt hoạt động chống chính quyền với lời thừa nhận: "Tôi đã sai và tôi phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm." Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lại vẫn ngựa quen đường cũ và kể từ đó đến nay, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nhiều lần bị cơ quan chức năng tạm giữ vì liều lĩnh tham gia những hoạt động nhân danh nhân quyền, yêu nước để gây rối trật tự xã hội, chống phá Đảng và nhà nước. Qua những gì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã thể hiện, có thể thấy người này ý thức được hậu quả từ các việc làm sai trái của mình. Nói cách khác, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có nhận thức và hiểu rõ động cơ, tính chất nguy hiểm và hậu quả pháp lý mà bản thân gây ra, hoàn toàn có thể sẽ phải đối diện với pháp luật. Nhưng dù chính quyền đã nhiều lần nhắc nhở cảnh cáo, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ngày càng dấn sâu vào con đường chống đảng nhà nước Việt Nam một cách cực đoan hơn và quyết liệt hơn. Vì thế, việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị khởi tố là tất yếu là hậu quả không thể tránh khỏi từ các hành vi tuyên truyền chống nhà nước của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cho nên, không có bất cứ tổ chức cá nhân nào, không có bất kỳ lý do nào có thể bảo vệ, bao biện cho các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Vì không chỉ với Việt Nam, mà với các quốc gia có chủ quyền có hệ thống pháp luật chặt chẽ và nghiêm minh. Mọi hành vi tuyên truyền chống phá chế độ, kích động lật đổ chính quyền, chống lại cơ quan tư pháp, công an, quản lý nhà nước, xuyên tạc chính sách kinh tế xã hội, xuyên tạc lịch sử dân tộc đều bị xử lý trước pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài vì sao Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị khởi tố và xét xử của tác giả Tuấn Hưng, bài đăng trong mục bình luận phê phán báo nhân dân. Chương trình tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau